Ồ, má. Má nãy quên điện cho anh em nó chở nãy đi tận đâu trời. Má nó thiệt chứ nó quên điện cho anh em nó đi tận cái bảy à, bảy à, sát giờ cũng 7.000 ký à, dòng qua dòng lại những người này cũng cả tấn đó nha. Bỏ về nhà bỏ cho an toàn đi, dù sao cũng 7.000 ký mà xe máy nguyên cái dần. Chị Út bà tâm lý bà lấy cái nhà bò nó kêu về mấy mày làm lít đi, nhiêu đó làm lít đủ không? Ồ. Nặng gì ơi? Nặng à cô ơi, nhiêu lít nặng à. Ồ, có uy tín mua gì vậy? Trời ơi trời. Quá trời. Tôi không nổi nữa, giờ tôi mệt, tôi không có nổi nữa. Bỏ đi cho tôi gửi về con, có cho con của anh Phương đi. Con dân xa quá. Đấy, khi nào ông dân đó thôi, giờ nghỉ bỏ máy đi thôi, giờ nghỉ mơ làm tiếp tôi mừng còn hơn cái gì nữa. Thiệt luôn á. Vậy tôi ngủ một giấc cho nó đã, tại vì tôi mê ảnh mà bây giờ nó không chịu nghỉ mà nó không chịu nghỉ hả? Ừ, được. Tới giờ thôi nghỉ bỏ máy đi, mời về xuống mời xuống gấp nha. Mừng. Thiệt mấy quên thì nhân em thiệt. Gì? Cũng làm tới rồi, chàng cái vậy là cũng làm tới rồi chứ đâu cũng bao thường với bà rồi. À, hồi nãy em ngồi trên bờ em nghe mấy anh chạy em nó giống như cờ game vậy đó, không biết mà làm chỗ nào không biết thiệt, tôi ở dưới sình mà tôi còn nghe đó, không biết mà nó làm chỗ nào không biết. Không lẽ nó già dữ không Phương? Cũng vậy luôn hả anh Phương, cũng không có cái thùng luôn hả? Biết
tôi muốn nói luôn anh thấy. Mà như cặp thun đó cũng cả triệu phải không anh? Có, cái bao 400 ngàn cái gì? 400 ngàn. 400 ngàn. Em nói em đi chạy đi mua mà chỉ nói không à, chứ không có thời gian đâu đi. Chạy lâu lâu. Chiều nay tính là nói rồi, chiều nay chạy đi mua vậy cái bà cô bà đưa túp hồi đó chắc chạy đi mua rồi đó. Đi mua rượu. Chắc chạy đi mua đều đi mua rượu. Rượu có nhà trống không? Có thấy đâu, thấy bà nằm lóc lóc trên võng á. Bà đi ấy rồi, bà đi, ở ổng đi sửa mày. Cái bà nói ghé lấy túm mồi nè. Ồ, nó uy tín thì ghê, họ người chết đó. Tới một chuyện luôn. Ờ, để anh nào. Không có hỏi chắc hôm qua gì. Hỏi cái được cái của Út, bà nói cái nữa rồi. Nói cái được gì có con bò là còn quý rồi. Là sao anh còn là khoán con nào? Hả? Cái để nữa khoái thì bà chứ. Cái nó không có giá trị. Ủa kỳ vậy? Mà nghe nói là giá bò hiện nay nó cũng yếu lắm anh à. Thank you.